Xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi bản tin an ninh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau. Thanh Hóa quán triệt học sinh sinh viên không mua bán tài khoản ngân hàng, tránh tiếp tay cho đối tượng xấu. Công an thành phố Sầm Sơn liên tiếp bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản. Tăng khả năng nhận diện để phòng ngừa ma túy hiệu quả trong nhà trường. cùng một số thông tin tình hình an ninh trật tự trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, trên địa bàn cả nước xuất hiện tình trạng một số đối tượng tội phạm lôi kéo dụ dỗ học sinh, sinh viên đã được cấp căn cước công dân, mở tài khoản thanh toán và trả công cho người mở. Sau đó thu thập toàn bộ các thông tin như nhận diện khuôn mặt, mật khẩu đăng nhập, mật khẩu xác thực OTP để phục vụ các hành vi phạm tội. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có công văn gửi các sở ban ngành có liên quan để phối hợp cùng ngân hàng nhà nước ngăn chặn tình trạng này. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các trường học, cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh quán triệt thông tin tới toàn bộ học sinh, sinh viên và phụ huynh về phương thức thủ đoạn của các đối tượng tội phạm, quy định của pháp luật hiện hành nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của học sinh, sinh viên và phụ huynh, tích cực tham gia tố giác tội phạm khi bị các đối tượng dụ dỗ, lôi kéo mua bán thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng. Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tăng cường tuyên truyền cảnh báo tới người dân, tổ chức trên địa bàn, đặc biệt là học sinh, sinh viên, người chưa thành niên về các quy định của pháp luật, phương thức thủ đoạn của các đối tượng tội phạm và kết quả xử lý các hành vi vi phạm. Đồng thời, giao ngân hàng nhà nước chi nhánh Thanh Hóa phối hợp với công an tỉnh và các ngành liên quan thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện và ngăn chặn hoạt động mở, sử dụng tài khoản thanh toán sai mục đích, đối tượng mua bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên. Thời gian qua trên địa bàn thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa liên tiếp xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản với giá trị lớn. Qua công tác nắm tình hình và điều tra xác minh, chỉ trong vòng nửa tháng trở lại đây, công an thành phố đã làm rõ 3 vụ, 4 đối tượng trộm cắp, thu hồi tài sản trả cho người bị hại. Điển hình, ngày 24 tháng 9 năm 2024, công an thành phố Sầm Sơn nhận được tin báo tại một cửa hàng điện thoại di động trên địa bàn phường Trung Sơn bị kẻ gian đột nhập vào trộm cắp 20 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone trị giá 205 triệu đồng. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an thành phố Sầm Sơn đã khẩn trương xác minh và điều tra làm rõ. Sau 8 giờ đồng hồ điều tra truy xét, công an thành phố đã bắt giữ đối tượng Phan Viết Vinh, sinh năm 1991 ở phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn, khi đối tượng này đang trên đường đi tiêu thụ số tài sản vừa trộm cắp. Qua các vụ việc xảy ra trên địa bàn, lực lượng công an khuyến cáo người dân tăng cường các giải pháp tự bảo quản tài sản như lắp đặt camera, đèn cảm ứng tự bật sáng khi có chuyển động, gia cố hệ thống khóa cửa, Luôn cảnh giác và kiểm tra kỹ hệ thống cửa trước khi ngủ hoặc rời khỏi nhà. Khi phát hiện trộm đột nhập, cần bình tĩnh gọi báo công an hoặc người thân, hàng xóm để hỗ trợ từ bên ngoài vào. Thưa quý vị và các bạn, với những đặc thù lứa tuổi như tâm lý chưa vững vàng sẽ bị tác động bởi những hoàn cảnh khách quan tiêu cực từ bên ngoài, kinh nghiệm sống còn non nớt thanh thiếu niên là đối tượng mục tiêu hàng đầu mà tội phạm ma túy nhắm đến. Do đó, phòng ngừa lạm dụng ma túy trong trường học hiệu quả phải xuất phát từ việc cung cấp kiến thức đúng đủ chân thật cho học sinh sinh viên. Đây cũng là mục tiêu mà ngành giáo dục và đào tạo thanh hóa cùng lực lượng phòng chống ma túy đặt ra trong tháng cao điểm về tuyên truyền phòng chống ma túy tệ nạn xã hội HIVS trên địa bàn tỉnh. Đây là lần đầu tiên hơn 1.200 học sinh của trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Lợi, thành phố Sầm Sơn được tận mắt nhìn thấy mẫu phẩm minh họa các loại ma túy phổ biến hiện nay. Không chỉ được quan sát, các em còn được cán bộ, chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an tỉnh Thanh Hóa miêu tả rõ nét về mùi vị, đặc tính hóa học, khả năng gây nghiện, mức độ tổn hại thần kinh mà các chất kích thích này tác động đến người dùng. Thay vì tuyên truyền theo phương thức truyền thống bằng những bài nói chuyện trao đổi như trước, chương trình tuyên truyền về ma túy đối với lứa tuổi thanh thiếu niên được chuẩn bị nội dung dưới nhiều hình thức kết hợp như trò chơi hỏi đáp đố vui có thưởng trình chiếu slideshow xem các đoạn video clip tổng hợp trực quan và ấn tượng đã khiến các em học sinh tiếp thu và ghi nhớ những thông tin về ma túy và các chất kích thích tốt hơn từ đó hiểu rõ những tác động khủng khiếp mà ma túy gây ra đối với cá nhân người dùng cũng như toàn xã hội Thông qua cái buổi tuyên truyền ngày hôm nay thì bọn em có thể học được rất nhiều cách về phân biệt mùi vị, hình dáng của các loại ma túy tổng hợp để có thể giúp ích cho bản thân, có kiến thức vững chắc hơn, đưa ra lời khuyên cho mọi người và giúp mọi người phòng tránh. Đối với em thì cái kiến thức này nó giúp bọn em rất nhiều trong cái quá trình mà nhận diện các loại ma túy và các tác hại của nó. Và sau khi mà học xong buổi trải nghiệm thực tế ngày hôm nay thì bọn em đã biết thêm nhiều hơn về cách phòng tránh và các kiểu phân loại của về ma túy và giúp bọn em cẩn thận hơn trong cái việc sử dụng các loại đồ dùng mỹ phẩm hay là thức uống bởi vì hiện tại thì có rất nhiều ma túy các loại ma túy được sản xuất ra và mình cũng có thể không biết. Trong bối cảnh bùng nổ thông tin trên Internet như hiện nay, cùng với việc tội phạm ma túy luôn tìm cách để bào chế ra nhiều loại ma túy thế hệ mới với giá thành rẻ, dễ trà trộn cùng các loại thực phẩm, thực phẩm chức năng hay quảng cáo là không gây nghiện như nước hướng thần, cỏ Mỹ, tai mà. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho thế hệ trẻ cũng cần phải thay đổi theo hướng thực tế hơn. Mục tiêu là nâng cao hiểu biết, kỹ năng nhận diện nguy hiểm để tránh xa ma túy. Đồng thời, khuyến khích mỗi cá nhân thể hiện và thực hiện trách nhiệm của bản thân trong việc nói không với ma túy. Bản thân giáo viên, nhà trường cũng cần liên tục đổi mới cách thức giảng dạy và truyền tải thông tin với quan điểm nhất quán của ngành giáo dục là tuổi trẻ học đường nói không với ma túy. Với trách nhiệm của một học sinh như một em thì em nghĩ là mọi người nên lan truyền thông tin về phòng tránh ma túy và khi mình biết các nguồn cung ma túy và mình sẽ chia sẻ mạng xã hội để mọi người có thể biết tránh và tránh xa và kèm theo đó là mình cũng tuyên truyền theo mọi người tác hại ừ. về của ma túy. Công tác tuyên truyền giáo dục phòng chống ma túy tại học đường ấy được nhà trường trung học phổ thông huyện Trãi rất là quán triệt và tạo điều kiện để các thầy cô đưa cái, cái nội dung này cho tới học sinh và bản thân tôi thì trong quá trình dạy ấy, thì cũng đã có những cái biện pháp và phương pháp nó phù hợp với việc tuyên truyền này đối với học sinh để học sinh sôi động hơn và cái nội dung tuyên truyền thì được tích hợp trong rất nhiều cái bài của pháp luật với những cái phương pháp như là trò chơi rồi cho các con đóng kịch từ những cái tình huống giả định đó thì các con đã phát hiện ra một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng và từ đó nhìn thấy cái tác hại của ma túy. Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cho biết không chỉ trong tháng 10, tháng cao điểm về tuyên truyền phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, HIVS, nội dung về tác hại của ma túy cũng như các quy định của pháp luật đối với tội phạm liên quan đến ma túy sẽ được các nhà trường phổ biến liên tục lồng ghép vào chương trình chính khóa. Đơn vị này cũng sẽ tích cực phối hợp với công an tỉnh Thanh Hóa và công an các địa phương làm tốt công tác nắm tình hình, phòng ngừa từ sớm, từ xa, quyết tâm không để xảy ra tình trạng học sinh, sinh viên sử dụng hoặc bị lợi dụng để vận chuyển, tàng trữ ma túy trái phép. Bản tin an ninh xin được tiếp tục với những thông tin về tình hình an ninh trật tự trong nước đáng chú ý. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc đối với 7 bị can thuộc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Quá trình điều tra xác định từ năm 2018 đến năm 2023, các đối tượng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong công tác tuyển dụng, sử dụng người lao động làm trái công vụ lập khống các hợp đồng dịch vụ bảo vệ tại 19 trạm quan trắc môi trường tự động trên địa bàn tỉnh, gây thất thoát số tiền lớn cho ngân sách nhà nước. Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang đưa ra xét xử vụ án nhận hối lộ, đưa hối lộ xảy ra tại Thanh tra Giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh. Trong đó, 7 thanh tra giao thông và 49 chủ xe doanh nghiệp bị xét xử về tội nhận hối lộ và đưa hối lộ với số tiền hơn 6 tỷ đồng. Theo cáo trạng, để thực hiện hành vi làm luật, yêu cầu các chủ xe, doanh nghiệp trung chi đóng hụi chết. Các thanh tra giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã sử dụng chiêu trò là thường xuyên kiểm tra các xe có mật độ chạy dày trên đường như xe chở vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp, hải sản, xe hay ra vào cảng biển. Phiên tòa xét xử dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 12 tháng 10. Một vụ cháy vừa xảy ra tại chợ Đá Bạc, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Vụ cháy bắt đầu từ tiệm tạp hóa tự chọn Kim Ngọc, sau đó cháy lan sang các hộ lân cận. Do các hộ kinh doanh có nhiều đồ vật dễ cháy nên đám cháy bùng phát rất nhanh. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã gây thiệt hại 5 căn nhà của các hộ kinh doanh, trong đó có 3 căn bị thiêu rụi hoàn toàn, 2 căn bị cháy một phần. Ước tổng thiệt hại ban đầu hơn 2 tỷ đồng bản tin an ninh của đài phát thanh và truyền hình thanh hóa xin được khép lại tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại